Trời ơi. Cái dây rất trơn rồi, cái không chấm móc nữa, móc sợ nó rớt cái dách xuống luôn á, thì móc cái bụi tre vậy chứ nó gọn, không có ai ăn cắp đâu. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại ấp Nguyệt Lãng C, xã Bình Phú thuộc huyện Càng Long của tỉnh Trà Vinh. Và ngày hôm nay thì các anh thợ lại tiến hành dỡ cái ngôi nhà này, và chiều nay sẽ khởi công để tiến hành cắt một cái ngôi nhà mới nó kiên cố hơn ở những cái mùa mưa bão như thế này, cho hoàn cảnh của một cô chính cùng với lại năm người cháu của mình sau khi ba người mẹ lần lượt bỏ ra đi. Nói ngoài đây đỡ đi mà... Và các anh thợ cũng đang cố gắng làm này cô bác anh chị. Đây là những cái tấm thiết gô á. Đáng lý ra là đây là những cái tấm này là dùng để che ở trên cái mái ở trên, nhưng mà nhà khổ quá thì mấy cái tấm này để trở thành những cái vách. Và chiều nay thì sẽ khởi công, sáng nay sẽ tiến hành dỡ một cái gian nhà lớn với lại một cái gian nhà nhỏ như thế này. Dự định là sẽ dỡ hết buổi sáng này xong, và chiều nay khi đợi cô chính á cúng xong thì sẽ tiến hành động thổ vào các nhà. Chiều dài ở đây thì là 12 mét cắt hai phòng, bề ngang nhiêu anh học quên rồi. Bề ngang 4m5. Bề ngang 4m5. Phòng khách, hai phòng ngủ, một cái bếp. Một phòng khách, hai phòng ngủ, một cái bếp. Và cái mặt ở ngoài trước là mặt dựng bằng xây luôn, ở dách buồn xây luôn. Buồn xây luôn. Và ngôi nhà này á cô bác anh chị có thể thấy là nó khá là lộn xộn luôn. Thật ra là nó khá là lộn xộn. Nó cắt chồng chéo nhau thành nhà ba gian. Gian lớn nè, gian lớn này ở không được, hư rồi. Gian nhỏ này cũng mục nát rồi. Gian đằng sau thì cũng siêu dẹo rồi. Gạch tới gạch lui là nó hư hết trơn. Nên là nữ là dỡ ngôi nhà này cũng cực lắm. Và các anh thợ sẽ dỡ luôn. Cái điều khó khăn nhất là dỡ ngôi nhà với một cái những cái đống nó lộn xộn như thế này, để ở đâu là một điều quan trọng. Và cắt cái ngôi nhà này thì các anh thợ sẽ cắt cái ngôi nhà mới này, sẽ lùi vào trong chừa một cái khoảng sân lớn cho các bé nó chơi, thứ nhất. Thứ hai là cái việc đi vệ sinh nó sẽ thuận tiện hơn. Có một điều là muốn chia sẻ với cô bác quý anh chị là các bé ở đây á ngủ buổi tối ở trên nhà lớn này nè, đi vệ sinh cái sợ ma cái tiện cái tè vô cái dách luôn. Thành nữ là bây giờ mình phải gịch cái nhà lớn này nó vô cái ga đằng sau luôn. Ga ga con đi ga. Ô mặc xà gông luôn kìa. Xà gông là đơn vật của mấy dân tộc Khmer, nhìn cũng khá là đẹp luôn. Cái ngôi nhà này, ba ngôi nhà này dỡ buổi sáng xong không? Dỡ hai căn rồi. Dỡ hai căn. Còn cái này, cái này để mình làm cái dựng cái nhà kia, mình cũng dỡ nhà này. Dạ, cái này chờ đây đúng không? Dựng kia lên dỡ này. Biết sao? Tại vì cái nhà dựng đủ xuống làm là mình sẽ nghỉ ngày, mình không làm được, mình sẽ làm cái này. À, vậy là anh Hợp anh tính rồi, có nghĩa là cái căn lớn này á là để như vậy, khi mà anh Vũ thợ sắt xuống làm thì anh mới đập ở không á thì anh mới đập này ha. Nó còn cái căn này thì cứ để tạm thời, để chứa đồ cũng được nữa. Mà anh không có lại sử dụng tới, nó không có làm gì tới nó. Không. Dạ. Dạ. Thì để anh quay một vòng cho bà quý vị xem nè. Căn nhà này á nhiều khi không xem qua thì nói tại sao căn nhà như vậy mà để dỡ bỏ thì nó phí nó uổng, nhưng mà thật sự ra bên trên nó mục hết rồi. Cả nhà, nó nếu mà không dỡ ra thì cũng rất nguy hiểm cho các bé về sau. Có thể là những cái chặn lốc hay gió gì đó nó cũng... Cái nền này á, cái nền này là nó bị sụt lún hết à. Gạch nó phèo. Khi mà mình dán gạch lên thì thấy nó đẹp vậy á. Tuy nhiên là đưa vô là thấy nó phèo, kiến rồi nó trồi lên đó anh hả. Nhiều lắm, nên là nữ cô bác của anh chị... Đó, giỏi ghê không? Mà không giỏi thì đem thầu đổi. Đúng không anh Hồng? Dạ. Đúng không? Nói chơi vậy chứ anh em nhau không, đi làm vui, nói chơi đừng giận nha. Đâu thôi chứ nào giận anh em. qua đây, quay qua đây nè. Đây nè, này mang dép lên luôn mới được. Tại bây giờ cái nền này nó không có bằng phẳng nữa, mà ở trong này nó mục nét hết à. Đây có lỗ chỗ bên ngoài nữa nè. Cả nhà thấy không? Và bên trên này cả nhà, một hết trơn rồi. Thấy được ánh sáng mặt trời luôn á. Cho nên rất nguy hiểm nếu mà để đây này, cái phòng này lúc trước là còn ở được nè,
lúc mấy mẹ con các bé làm được thì dán gạch đến đâu hay đến đó. Đó, ở trong này đâu có dán đâu, thấy không? Rồi tè ở trong đó luôn á. Nói chung là nó hư hết à, dở ra hình như là mình bỏ khoảng 80-90% luôn á, không có sử dụng được gì á. Lúc đầu thì Bùi Hồ cứ nghĩ là cái phần gạch này còn sử dụng được, nhưng mà anh Hợp anh nói không, cái này sử dụng không được, cần cái phần này á thì chỉ dán ngoài trước thôi mà nó nền thì phải làm lại. Anh Hợp ơi, anh Hợp sau này là mình đổ dĩ luôn đúng không anh Hợp? Có nghĩa là cái phần dán gạch á thì anh làm dĩ đổ bê tông luôn đó, chứ không phải có đầm lè. Cái mấy cái đó nó nhỏ nhỏ chi tiết nó cực công lắm. Vô đây ha. À, thật ra thì trước khi mà các anh em xuống đây để mà dỡ nhà thì thật ra là các anh em đây cũng chưa cho cô Chính hay để cô Chính dọn dẹp đồ. Thật ra là cô không Chính phải là không cũng, cho hay cũng bệnh trong mình đó. Không, để dạ. Cho hay thì cô Chính sẽ dọn dẹp này nọ thì thấy cô mệt nữa nên cũng không cho hay trước. Không phải là mình không cho hay mà thật ra cô Chính không có điện thoại để mình điện. Nên cứ xuống là thông báo là theo lịch là khoảng thứ ba nhưng mà hôm nay là thứ năm. Là lý do là xuống đây là các anh em thợ phải nghỉ một ngày. Hôm qua chạy hơn 140 cây cũng đuối. Rồi tối cũng nghỉ ngơi sớm tới sáng nay xuống làm sớm nè. Chưa được 7 giờ thì các anh lật đặt làm 5 giờ mấy thì các anh ngủ mình đi ăn rồi. Đó. Bên đây là toàn là thiết gô không à. Cái này mình nước vô này mình cứ để đó, cô muốn làm gì làm chứ đâu có làm được gì anh Hùng. Rồi vậy ra lắm, máu này nè. Cắt rồi. Trời máu. Đáng lý ra là chủ nhà cũng phải phụ dở này nhưng mà cô Chính bị bệnh rồi. Mấy bé nó nhỏ quá rồi không ai phụ, cái anh thợ phải làm luôn cái khâu này. Ở trên cái mái lá ở trên kìa, bây giờ không biết dở sao luôn á. Có nghĩa là đâu có leo lên, chỉ cần gạch xuống anh hả? Không vậy. Lấy cái mũ vuốt là mũ như này mình cung. À mình đẩy lên đúng không? Cái này còn anh là sao? Em là cháu của bà. Cháu hả? Cái này em đeo được. Vậy là anh phụ dẹp giúp cô hả? Không không, khỏi đeo, leo quay qua đây đi. Cái anh là cháu ruột hay là cháu chồng? Dạ cháu ruột á. Cháu ruột hả? Dạ. Anh là con người thứ mấy? Con người thứ 12. Vậy là có tên gì anh, tên gì? Anh tên Minh. Tên Minh. Ờ có anh Minh đây phụ tiếp cũng đỡ đỡ cho các anh thợ. Thấy các nhà cho cô mừng không anh Minh? Trời ơi mừng cái bà không thích. Trời quay cái niệm kìa. Trời ơi. Ngủ rồi, bây giờ cái tấm niệm nó như vậy đó. Kê không? Ủa sao mà mắc để cái này bên dưới ở dưới chiếc chiếu mới dẹp ra nè. Cái này là cái ghế mà. Dạ, bà để trên đầu mùng á, nóc mùng á. À, có nghĩa là để trên cái nóc mùng để ngủ đúng không? Để chi anh? Cho các bé nó dễ ngủ phải không? À, dễ ngủ. Theo phong tục của người Khmer á. Dạ. Là để cho dễ ngủ ha. Dạ. Như là hình như là để một cái dao mà có chất vôi đúng không? Có khi để con dao nhỏ trên đầu nằm á. Ừ. Giờ mấy con cún con này anh về đi đâu? Bắt nhốt nó trong bội hết. Anh nhốt trong bội đi giống như gà á. Chân bội. Cắt điện hết chưa ta? Dạ, cô Chính hả? Dạ. Cắt điện hết chưa? À đây đây, ra đây cô bác anh chị. Chắc nửa giờ mấy cái lu này ra luôn nè. Giờ là cắt cái nhà là làm cái máy cho nó đẩy đến cái máy của nhà vệ sinh này để cho nó liền kề luôn, chứ không có được đẩy trống như thế này nữa, để cho nó ví dụ như sau này ở chỗ này muốn rửa sao nó rửa, chứ bây giờ mấy bé mà nó đi vệ sinh từ nhà lớn ở trên kia mà xuống tới nhà dưới này thôi nó sợ. Ôi sau này có con đường nhỏ nhỏ nữa. Ở đây thì thông tin với cô bác anh chị vật tư chuyển vô cũng khá là khó luôn á. Ủa con làm gì vậy? Có trứng nào không? Đâu? Nó ở ngoài kìa. Nuôi được mấy con? Đó, 11 con, 12 con gì đó. 9 con. 9 con hả con? Mày biết lẻ, có mỏ mày lẻ quá lắm.
Tí xíu đi mua trái cây về cái mình cúng á. Dạ, dạ, có lúc khỏe, có lúc không, cái hôm qua vậy đâu có nấu cơm được cái cháu ăn đâu. Nhỏ nhỏ lớn nó nào nấu, nó cũng nấu được lon hai lon lại chị em nó ăn thôi. Chứ tôi nằm chỗ veo vậy đó, rồi cái nào khỏe khỏe nhảy ra. Vậy chứ cái bệnh này sống ngày nào hay nhà đấy chứ có không hy vọng mà được khỏe này. Sáng này cô đóng cửa cô định đi đâu vậy cô? Đó, nè, để đi mua thuốc nữa đó. Cũng như thuốc giảm đau vậy thôi chứ không có thuốc điều trị. Còn có uống thuốc điều trị ung thư thì uống thuốc gì? Thuốc nam á. Em thấy nhỏ thấy rau dừa một đống thôi. Dạ. Đó để đi uống. Tại vì có lúc đó có mấy cái chú cũng đi vậy nè. Nói đi bên cầu ngang gì cái bà đó cũng bị ung thư đoạn cuối mà uống rau dừa hết. Thì cậu cũng hướng dẫn vậy, tôi uống tôi coi cái hết hay không, cũng uống bữa nay nó cũng được 5-6 bữa vậy đó. Uống thì cũng thấy đỡ đỡ, nó không có nhức, không có đau, mà có điều nó hết không hết thì cũng không biết nữa. Tối nay trời có mưa không cô? Chưa biết nữa. Nói chuyện hồi tối trời có mưa tối không? Hả, kiểu cũng làm rí rắc vậy đó, còn ướt theo đó. Rồi có dột chỗ mấy bé ngủ không cô? Tại vì đắp lên này cũng đỡ nè, nó không có dột luôn. Lúc trước có không có, chừng nào mưa lớn á, làm như nó thấm cao su á, nó dột xuống, còn mưa chút chút không có sao. Mưa lớn thì nó làm như nó dọt theo bao cao su á, rồi cứ nó ẩy xuống. Nó phải cuốn nó có trơn. Còn ở nhà trước thì mưa lớn, mưa nhỏ gì cũng phải chạy thôi, tại vì đâu có đắp được cái gì đâu. Sáng thì con vừa tới thì cô đóng cửa, cô sạn đi, cô cũng hơi bất ngờ đúng không? Dạ, bất ngờ, tại vì đâu có báo biết trước vậy đó, thì kia thấy nhậu vô cũng không biết lạ, không biết ai, tại vì nhớ mặt á. Thế cái nói dọn nhà dọn cửa đây vẫn hồn phải nói sớm á, nó như nó hôm qua vậy đó, ở đây chuẩn bị là kêu thằng cháu này chuẩn bị sớm cho nó ăn sáng bằng nó phụ làm vậy đó. Cô tại bất tiện cái là cô không có sử dụng điện thoại á, nên không có liên lạc được. Tại vì cái thằng cháu đó đấy có mấy chú thợ hồ vậy đó, có xin số điện thoại nó, nếu mà có xuống làm chắc mấy thằng thợ hồ mấy cứ thợ hồ điện cho ai về không có điện luôn. Này kia nó cũng hơi bất ngờ. Con thấy ở ngoài sau mình là cái bụi tre đó, mình treo mấy cái nồi là... Tại vì không, tại vì nhà này nè, nó chắc, nó ấy nó đứt cái gì, cái dây nó trơn rồi, cái không chấm móc nữa, móc sợ nó rớt cái dách xuống luôn á, thì móc cái bụi tre vậy chứ nó gọn, nó không có ai ăn cắp đâu. Móc bỏ bụi tre vậy, kè kè nó móc riết á, dách nó tụt hết trơn rồi đó. Nhìn thấy lủng lẳng kìa. Để kể cái bỏ bụi tre vậy đó, nó ở đây không có ai ăn cắp ăn trộm gì đâu. Ở đại bụi tre. Nhà con mình cô thành thử là dọn dẹp hơi 5 người bộ. Cháu nữa thành thử là dọn dẹp nó cũng hơi bộ. Bị bơi buồn. Bé dọn tiếp nữa nè. Có nè, bẩn quần rất thành sao rong rồi đó. Biết dọn, cái thằng kia không biết cái thằng này. Ê, ơ, xe rồi nó ăn hết trơn rồi. Giờ cái... Nữa mình kéo cái nhà đến đâu anh Hợp? Kéo tới đó ha, che cái máy qua. Che máy nó thòng qua tới kia luôn. Ừ. Cái đó phải thu gọn vô bao hay sao chứ nó bự quá bự Úc. Không, cái này cũng họ cũng dập luôn à, Úc à, cũng dập luôn. Đó quá, để cho bỏ vô bao rồi. À đúng rồi, không phải. Có nghĩa là có bao là anh phải dồn vô bao á anh? Anh Minh. Bắt điện người cắt hết rồi, không có sao đâu, điện người cắt hết rồi. Lọc hết trên. Không có lọc, không lọc các anh ơi. Không lọc, không lọc. Gom đồ trước. Bỏ giường đi, hai xích vô bao, bỏ giường đi, hai xích vô bao. Rồi cơ, bỏ rộng á. Em mời cái này vô. Cái này. Cái này. Cái này. Dạ. Bao nào bao này nhá. Lọc cái đó, lọc cái đó. Lọc cái đó, lọc cái đó. Để tới cái nhà phòng bao này. Cái này thấy cũng khá bị bụng ha. Này cô có thời gian này nè, cái nào nên dọn dẹp cho nó gọn lại tí xíu. Khỏe thì đâu có gì anh Hợp? Có chuyện cái bô nữa kìa. Lóc nhóc hết à. Cái nền này là một cái nền đất á, nó không được bằng phẳng á cô bác anh chị, nó
khá là ẩm thấp luôn. Đây là sơ đồ này. Còn đây là cái giường ngủ. Mọi thứ nó đều rất là tạm bợ luôn. Tạm bợ đúng nghĩa. Và ở trên cái mái này nữa nè. Cái phần vách này mình có tháo ra luôn không? Tháo phần vách này ra ha. Còn cái phần mặt dựng ở trước á là mình chỉ chừa lại thôi. Tháo phần vách này ra luôn anh. Tháo vách cặp này nè. Ừ, không? Không mình cái nào để được thì mình lấy là chú ý kia trước đi. Dỡ nhà này rồi, dỡ nhà kia đặng mình làm kia trước. Đúng rồi. Cái nhà này so với cái nhà của cô cô Út thì thấy nó bề bộn quá đúng không anh Hùng? Bởi vì cô Út thì bà ở cái nhà siêu trên sạch trên một cái đường thành ra ở động cái nhà bên kia, thành ra mình xuống mình tiến hành mình làm mau. Còn bây giờ là không có người dọn tùm lum. Gà này là con phải lùa vô. Con đem con mấy bắt con ra đâu ngoài sao để hồi chứ cậu tung này ra bắt đầu là nó rớt xuống chạy tản lạc hết. Con cứ bắt từng con á. Bây giờ bắt con mẹ đi trước. Ừ. Đụng mẫu đâu. Anh bắt con gà mẹ á anh. Anh Minh chụp gà mẹ cầm đi cái cho túc con đó. Úp ngoài này là hầu nó túc lại trơn à. Con gà mẹ đi nhìn mấy gà con giống như là lạc đàn thôi. Úp ở ngoài đó hầu là túc chạy lại trơn à. Mấy đứa bé ở sống ở trong ngôi nhà này không còn mẹ nên cũng giống vậy đúng không anh Hùng? Đúng. Bây giờ nó kêu nhóc nhóc kìa. Khổ hơn. Cái nền này nó không được đẹp anh Hùng ạ. Cái xăng tính ra rất là rộng luôn. Xăng rộng. Xăng nữa mình dỡ nhà này ra nó rộng hơn ha cái xăng. Con giờ xích qua bên kia luôn. Rồi kiếm cây lớn rồi, tung lên tung dắt lớn rồi, tung lá lớn rồi. Cây nè, tung đi. Trời ơi cái đồ chơi kìa. Mày có gì đâu. Nổ vốn cái cột này nó thụ xuống luôn chứ có gì đâu. Nè, em gỡ dắt này đi. Đặt cái cột này, đặt cái này lại nó ngã xuống đây luôn. Anh Minh ơi, phụ đẩy cái này nè. Cái nhà này nè. Đẩy xuống vậy luôn hả? Không, anh tung cái... Ở trên còn mấy miếng ngói nữa kìa. Còn mấy ngói tung lên nguy hiểm lắm. Thì bỏ vậy. Bắt lại chút, đứng chưa ạ? Nghiêng nghiêng qua chút anh lớn rồi. Lại nhẹ thôi. Gòn thì dưới đi. Nhẹ thì dưới đi, mấy tao lên. Ồ, kêu ông mập nhất lên trời. Tại nó xung phong mà. Anh chưa kêu mà. Trời ơi, nguy hiểm không? Dịnh thang cho ảnh không? Rồi bắt đầu bỏ lấy nó chỉ đi. Hãy đứng xuống đi, tao lấy ra. Ngói này cũng cứng quá ha. Ngói xúc nóc này cứng. Nó tránh xa ra được gần nhau. Chỉ cái quạt như vậy. Nóc rồi. Cắm đầu xuống. Cắm đầu xuống. Tẩy cũng ngu. Thầy đứng á, đúng rồi, vuông góc á. Thôi chỉnh đi. Quá một bình. Chuyển đi, có xài gì ta xài. Hết chưa? Ta mới giữ lấy hết ba cái đó đi rồi ha. Ồ, cái nhà nó sàn kìa, nó đồng đưa đó. Nhà tre mà. Này là nhiêu năm rồi anh Minh? Cái nhà này nhiêu năm rồi? Em cũng không nhớ
Kiếm mấy cây gì gạch nó xuống cho gạch luôn, khỏi ra xuống. Phải làm cái gì? Biết làm, cho biết. Cho biết. Anh vừa làm mà anh vừa hút thuốc nó gớt đàn thuốc xuống nó cháy luôn. Rồi. Còn cái miếng ngói về dịch cho nó cái này. Đó gì rồi đó xong. Còn mấy xuống dưới lấy cây chọc lên bình thường. Cái này nó đứt lạc hết trơn rồi, ở dưới tung lên nó văng hết. Lá thì nó rất là mát, tuy nhiên là sử dụng vài năm là nó mục hết rồi. Bây giờ gọi là lá này gọi là lá cùi rồi. Lá này tuổi thọ nó khoảng 5-7 năm gì không anh Hờ? 5 năm được. 5 năm hả? Mà có bà chị mới nói này 7 năm mật, nhà này 7 năm mật. Chị đó chị biết kìa. Thì 5-7 năm hơn, tại vì nó còn 2 năm sau bạc hết ra lên. Nhưng mà lá này lột thì cực công lắm. Thở thì mát thiệt, nhưng mà bây giờ ở miền Tây đa số là không còn sử dụng lá giống vậy nữa, mà thay vào đó là sử dụng những cái ngôi nhà tiền chế là từ tôn á. Một là cất nó mau, hai là đỡ trung công. Còn nếu như muốn mát thì mình sẽ đóng lau phong, nó sử dụng được vài chục năm. Còn lá này khoảng 5-7 năm là không còn gì hết. Bây giờ là ngược lại là nhà giàu mới xây lá này. Đúng rồi. Còn nghèo thì nên làm tôn. Dạ yeah. Tại vì cái lá này đó, người ta làm cho nó mát, người trang trí mấy cái quán. Vì cho nó mát. Dạ. Cái hay nó mấy cái mà cái phong cách như là xưa. Nhưng mà nó cực quá anh. Cực, nó tốn tiền. Còn con thì mình xài hơi lâu, còn này thì 4-5 năm mới thay rồi, sao vậy? Trời ơi. Xích xích vô đó có khi nào nó sập nhà luôn không trời? Chắc lại làm gì anh? Chắc lại để lấy đây gửi bên kia có gì đốt không? Trời ơi. Cái này coi chừng nó rớt cái nhà lên cái đầu luôn á. Trời ơi. Nó đồng đưa kìa. Ủa sao lúc nãy anh lớn không chịu leo lên anh lớn? Không cho lên. Anh Bập, nở ra. Nở ra. Mày nó nở ra mà mày nó không lấy hết. Anh Minh ơi, kêu mấy đứa bé vô nhà lớn hết đi. Lên lỏng nó lâu mà tung xuống nhăn ha anh lớn. Xây thì lâu mà giờ quậy thì mau lắm, phá là mau lắm. Đây có 4 mình làm buổi ra. 4 người một buổi. Trời ơi, kìa.
Ồ, nó nhà nghiêng gì? Trời ơi. Trời ơi. Gặp em là thầu kêu lớn leo lên á, gỡ từng miếng lá xuống. Sao chịu không? Thầu lên trước. Rồi cái thầu lên làm cho tôi thấy tôi làm theo hả? Ờ rồi bây giờ sao? Cắt cái ba này là giật nó xuống ra luôn à. À, cắt những cái dây này ha. Làm thì lâu mà phá thì mau lắm. Còn cái vách bên đây lát nữa dỡ ra luôn đúng không anh Lân? Dỡ ra luôn đi anh. Lấy cái thang ra đi. Lấy cái thang anh Lớn ơi. À cắt cái đó là có thể là nó xịt xuống luôn hả anh Hồng? Kéo gọt ra rồi. Xô qua luôn á. Trời ơi cái nhà gì đó. Cái này ngôi nhà mình nếu như để sử dụng được năm nữa được không? À, không đụng chạm gì tới nó che cái mũ lên bình thường đó Hồng. Có cái mũ đó cái bạc. Dạ. Nhưng mà em sợ sập quá. Không cậy trong này nó cũng che hai bên rồi nó không có đổi. Có hai cái nhà hai bên giữa. Này leo lên cắt dây được mà. Không không. Không hồi đẩy luôn anh. Cái leo vậy leo. Cái đọc đưa luôn. Nó thấy không? Thấy chưa? Rồi con kìa, búa vỗ lủng luôn. Anh xô qua luôn coi anh Hùng. Lồng này của em. Mới sáng nó còn nới ra để vô đồ giữ đồ an toàn thì mình nới ra chạy rồi đẩy xuống lấy chị khóc nha phá ra mới bằng cái kẹp á số ra được không anh Hùng? Cái chân nó cũng mục hết đúng không? Chân mà thường còn che trong chân. Dạ. Lâu lắm rồi thì mới thấy được cái cảnh dở nhà như thế này. Tại vì nhà bây giờ đa số là nhà tường á. Thì đa số là khi mà người ta muốn thay một cái ngôi nhà mới, ta phải dùng búa ta đập ra. Còn bây giờ là dùng mấy cái này. Ra cũng mấy chục năm rồi mới dỡ cái nhà che vách lá quá anh Hợp. Quá lâu. Thấy không? Lâu lắm rồi. Hồi đó là mình dỡ nhà ngói mình cắt nhà đúc. Còn bây giờ dỡ nhà lá mình cắt nhà đúc. Trời ơi trời, mục hết rồi. Cái tâm tôn rồi nhìn cái. Ê ê ê. Dính cầm dây rồi. Mày dám đi mày dỡ lên đó, dỡ cột lên cho nó chạy ra được không? Xỉu xỉu nhà mình đừng xỉu anh kia nè. Rồi anh xích ra, xích ra, xích ra. Còn chăng nữa, còn chăng nữa anh Hùng ơi. Không gặp lại nó xuống nè. Trời ơi. Dao dắt đằng đó kìa, dắt đằng đó kìa. Nó dướng cây đó đó anh Hợp, cái cây. Anh Hợp lại gạch cơ ga không anh Hợp? Đầu tiên anh Hợp. Lấy cái này. Đúng rồi, dở cây đó là nó kéo nó ra là nó chạy ra trước á anh Hùng. Nhổ lên. Trời ơi. Một chân hết rồi. Này, cái chân này một chân. Coi chừng nó chạy nha, coi chừng nó chạy nha. Không còn cây nữa, nhổ thêm cây nữa, nhổ một cây trong nữa đó là chạy. Cây nữa đi anh. À cây ngay đó đó. Đó. À. Thank you.
dễ ganh không? Nhổ lên được không? Cắt thì nó lâu mà sao dở mau quá ta. Xây thì nó mau, lâu mà là phá là mau. Cây nó đã vô trong nhà để cây nó chút lá. Ủa cái này là bàn ông Thiên cái gì vậy? Dạ. Thường thường thì anh thấy bên người dân tộc Khmer á, phía trước nhà có cái bàn ông Thiên á, nhìn cũng rất là đẹp. Còn cô thì chỉ sử dụng một cái cây như thế này nè, anh giờ thấy không? Thì cũng như cô không có tiền để mà mua cái đó là của chùa làm hay sao á. Còn cô làm bằng cái cách này. Mình anh hớn làm cây cột luôn hiểu không? Anh lớn. Anh lớn là một chấp hai mà. Mình anh lớn à. Nhổ cái cọc cái phía bị trên nó anh hợp là nó sẽ xuống à. Rồi cắt dây là được rồi. Rồi cũng hoàn thành một cái căn phía bên hông rồi cả nhà. Phá dở chứ hoàn thành gì. Thì dở hoàn thành đó. Ừ. Thì đây nó tới 3 gian là còn một gian nữa nữa. Thì các anh thợ sẽ dở thêm phía sau. Cũng hết buổi sáng đó. 4 người á. Trời ơi. Sớm anh Hợp có coi cắt điện hết chưa anh Hợp? Ngày xưa mà còn nhỏ nhỏ là ở quê thích coi mấy cái cảnh này lắm. Bà nó đinh không nè. Ngày xưa mà các anh thợ mà lại mà dở như thế này là ở bên thông bên cái trái bếp đó là sẽ có cô chú là bắt đầu bầm thịt hay là nấu cái này nọ nấu nướng á. Đùng đùng nghe đó. Đó. Mấy cái cây này còn sử dụng được thì còn sử dụng, mình làm gì đó làm. Đinh dữ lắm này, đi coi kỹ nè, đinh nhọn không luôn. Đinh xét không á? Tôi giờ đặt đinh đâu sợ đâu, miễn dịch tới 5 năm nữa. Dạ. Chết người rồi vậy anh. Mới 5 năm hả? Rồi xong. Nhìn mấy cái tre thì vẫn còn ở được, mà khi dở ra là thấy nó gãy rượu 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 hết trơn ha. Hôm trước cái cục xi măng này chắc cái điện nước quá. Nước anh? Đồng hồ nước anh. Nữa anh Hợp phải dở cái đồng hồ đó qua kia. Tại vì xe khi mà đổ cát vô sờ cán cái đồng hồ á.
Vậy là chưa đầy một tiếng đồng hồ, cái phần ngôi nhà này thì cũng đã xong. Tí xíu nữa thì các anh cũng sẽ dỡ luôn cái phần ngôi nhà sau, thì chiều nay mình thấy sẽ thấy rất là trống luôn. Bữa nay là vận chuyển vật tư luôn chưa anh Hợp? Chiều nay vận chuyển vật tư luôn chưa? Chiều nay mà cúng đồng hồ đầu đất này vật tư chứ, chiều hoặc sáng mai đi chuẩn sớm đó. Dạ, và như vậy thì phải nói là trong vòng một tiếng đồng hồ các anh cũng đã dỡ xong cái phần nhà này. Và tí xíu nữa đây thì các anh sẽ dỡ luôn cái phần nhà đó đó cô bác anh chị. Và chiều nay thì sẽ cúng đồng thổ, thì bàn giao tiền cho các anh, cũng như là sẽ vận chuyển vật tư vô đây để mà ngày mai này tiến hành đào đất để mà bó nền của cái ngôi nhà. Bây giờ video clip cũng khá là dài rồi, sáng nay cũng lật đật thì các anh thợ cũng tranh thủ rất là sớm để mà làm, và Bùi Hồ cũng như là các anh em chia sẻ thứ phim này cho cô bác anh chị xem. Còn bây giờ thì chắc có lẽ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô bác anh chị ở video clip sau, một clip mới nhất. Đừng quên đăng ký kênh, like, share, chia sẻ cũng như là cập nhật tình hình mới nhất của nhà của cô chính nha cô bác anh chị. Và hiện nay thì Bùi Hồ cũng đang có nhận được sự hỗ trợ từ Quý Mạnh Thường Quân, Quý Nhà Hảo Tâm để mà làm cái ngôi nhà mới cho cô chính nó được hoàn hảo hơn. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video clip sau.